For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Hương Tràm đổi cách hát, xuống giọng khi về Việt Nam. Giọng hát Hương Tràm bị đặt nhiều dấu hỏi lớn với những sân khấu live thời gian gần đây. Với sân khấu live mới nhất tại Bình Định, nữ ca sĩ sinh năm 1995 tiếp tục tạo ra những nghi ngờ về giọng hát, độ dày và sâu vốn là đặc trưng nổi bật nhất trong giọng hát của Hương Tràm nếu so với lứa ca sĩ trẻ ngày nay. Điều này giúp cô trở nên từng trải và trưởng thành hơn trên sân khấu. Bởi vậy, dù hát nhạc trẻ và cũng còn ít tuổi, nhưng Hương Tràm vẫn luôn thể hiện được nhiều khát khao cháy bỏng. Nhưng trên sân khấu mới đây nhất, khán giả lại thấy một giọng ca tương đối giữ kẽ, không bung hết sức khi hát và luôn ém lại một phần cho bản thân. Khán giả M nhận định, thích Tràm ở chỗ khi khán giả hát cùng mà Tràm vẫn hát hết mình, không đưa mic cho khán giả. Nhiều ca sĩ bảo khán giả hát là đưa mic hoặc hát cùng là chìm mất luôn trong luồng giọng của khán giả. Tràm cũng đổi cách hát luôn rồi, dường như bạn muốn giữ giọng nên không hát kiểu nội lực nữa. Ở concert, The Mask Singer cũng hát kiểu như vậy. Trải qua nhiều năm, cái tên Hương Tràm dường như đang bị chững lại so với nhiều kỳ vọng về việc sẽ phát triển rực rỡ hơn nữa. Ca sĩ này từng làm mưa làm gió với hàng loạt bài hit lớn tạo nên cả một trào lưu hiện tượng ở tuổi đời còn rất trẻ. Dù không ra sản phẩm âm nhạc mới, nữ ca sĩ vẫn khiến nhiều khán giả tại Việt Nam thích thú với những sân khấu trình diễn tại nước Mỹ xa xôi. Trước đó, sân khấu live đầu tiên ở Việt Nam ở concert ca sĩ mặt nạ mùa 2 tạo ra nhiều tranh luận. Cách hát ngắt quãng, nhả chữ không hợp lý khiến khán giả có mặt tại đêm diễn thất vọng, đặc biệt nếu so với Mira Trần hay Lâm Bảo Ngọc. Trong tiết mục Cho em gần anh thêm chút nữa, Hương Tràm cùng khán giả tạo ra khoảnh khắc đầy xúc động. Hàng ngàn khán giả có mặt tại Bình Định đã hòa giọng hát vang bản hit này cùng với nữ ca sĩ, tạo ra một khung cảnh đáng nhớ, đánh dấu sự trở lại của Hương Tràm với các sân khấu âm nhạc tại Việt Nam. Hương Tràm tâm sự, năm 2023 đã trôi qua, đó là một năm đầy cảm xúc và biến động, không chỉ đối với các bạn mà còn đối với Hương Tràm và gia đình. Nhưng dù thế nào, điều quan trọng nhất là Tràm đã về đây với tất cả mọi người. Chúng ta sẽ lại cùng nhau hát hò, trò chuyện tâm tình thâu đêm sốt sáng cùng với âm nhạc. Tràm muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, người hâm mộ và những người bạn trong cuộc sống và sự nghiệp của Tràm. Mọi người luôn là nguồn sáng trong những thời khắc tăm tối nhất của cuộc đời Tràm và Tràm chỉ mong mỗi ngày thức dậy được sống trong bình yên và dành hết tâm huyết cho tất cả mọi người. Năm 2024 sẽ mang đến nhiều tình yêu, nhiều âm nhạc hơn cho chúng ta. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247 để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo trên kênh News 247.